Xin chào tất cả các bạn đang xem channel Little Candy Cuộc Sống USA. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một video về ngày lễ Thanksgiving của gia đình mình, cũng như là chia sẻ với các bạn về nguồn gốc và những điều thú vị xoay quanh ngày lễ tạ ơn này ở Mỹ. Mời các bạn cùng đón xem. Đúng rồi, ăn hết mấy cái này nè. Mở cái này ra đi. Cái này để cái camera hay là cái phone? Dạ, camera bố. Ok. Rồi đang quay nè nãy giờ. Năm nay Thanksgiving của gia đình mình rất là đơn giản luôn. Mình không có ăn turkey mà baby turkey. Mình mua gà để tượng trưng cho là turkey. Và hồi nãy đó tại vì đi chợ trễ quá thành ra không có mua được cái pumpkin pie cho nên mua đỡ cái bánh này tượng trưng để ăn mừng Thanksgiving. Tất cả những món này là mẹ mình chuẩn bị hết nha, chứ không phải là mình làm đâu. Tại vì mấy hôm nay mình rất là lu bu luôn. Thành ra năm nay có một cái Thanksgiving nhỏ cùng với gia đình. Đó, quá ngon luôn. Này. Thanksgiving là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất ở Mỹ, bởi vì theo người Mỹ, người ta muốn tổ chức ngày này để nhớ ơn đến những người đã có ơn với mình trong những ngày đầu đặt chân lên vùng đất mới, cũng như là tạ ơn trời đất đã cho họ có một cuộc sống ấm no, đầy đủ. Theo lịch sử nước Mỹ, những người hành hương được gọi là Pilgrim đã lên con tàu Mayflower đến vùng Đông Mỹ và được người thổ dân ở đây cứu giúp, chỉ dạy cho họ cách trồng trọt, nuôi sống bản thân. Từ đó, để tạ ơn những người thổ dân này và Chúa Trời đã ban cho họ một nơi để sống và làm ăn với mùa màng bội thu, người Mỹ thường làm tiệc bằng gà tây và những món ăn truyền thống khác để tỏ lòng biết ơn đến người thổ dân Mỹ và trời đất. Đối với những người dân định cư như chúng tôi, ngày lễ này mang ý nghĩa không kém bởi vì đất nước này đã cưu mang giúp đỡ cho chúng tôi những ngày đầu khó khăn bỡ ngỡ ở một miền đất lạ. Họ đã cho chúng tôi một bàn đạp vững chắc để có thể tồn tại và phát triển bằng chính sức lao động của mình. Hầu như chúng ta, mình biết đó là sau những ngày quay cuồng với công việc, vật lộn với cuộc sống thì ít khi nào mình ngồi lại và suy ngẫm, biết ơn những thứ quý giá mà ta đang có.
Lễ tạ ơn đã giúp cho mình có được một ngày để suy nghĩ về những điều đã và đang phục vụ cho cuộc sống của mình. Mình biết ơn không khí nè, đất, nước, ngày, đêm để cho ta sinh tồn. Biết ơn những bữa ăn, quần áo, nhu yếu phẩm, những công nghệ kỹ thuật thiết bị điện tử, phát minh tiến bộ, công trình giao thông, nền giáo dục, công việc làm, nhà cửa và còn rất nhiều thứ nữa phục vụ tiện ích vật chất cho mỗi chúng ta. Cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, cảm ơn những tấm lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn tình yêu thương giữa mọi người với nhau. Cảm ơn những người bạn, những nụ cười, những cái ôm ấm áp, những lời an ủi động viên. Cảm ơn bốn mùa đã cho ta thấy vẻ đẹp thiên nhiên. Cảm ơn mùa đông để cho ta cảm thấy được hơi ấm của ngọn lửa. Cảm ơn mùa hè để ta tận hưởng được những làn sóng biển xanh mát. Và cuối cùng, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ cũng như là đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn gần xa một mùa lễ tạ ơn an lành và ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Tạm biệt các bạn.